Chào các bạn. Tiếp theo, chúng ta đi bài học về bảng tổng hợp dự toán chi phí khảo sát. Thì ở bài học này, chúng ta sẽ đi 3 nội dung chính. Đầu tiên thì chúng ta sẽ khảo sát xem là trong thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng thì hiện nay là vào tháng 2 năm 2019 thì chúng ta vẫn sử dụng cái thông tư số 01 năm 2017 do Bộ Xây dựng ban hành về việc hướng dẫn tính toán cái chi phí khảo sát xây dựng công trình. Thì chúng ta tìm hiểu trong thông tư của Bộ Xây dựng hướng dẫn xem là Bộ Xây dựng hướng dẫn cái bảng biểu để mà tính dự toán chi phí khảo sát như thế nào, gồm những thành phần nào, rồi công thức tính làm sao, cũng như là các cái chi phí, các cái con số để đưa vào, lấy đâu ra. Đấy. Thì qua đó, sau khi khảo sát xong thì chúng ta sẽ xác định được cái nội dung là định nghĩa về cái bảng tổng hợp chi phí khảo sát là gì. Tiếp theo, mục thứ ba là chúng ta sẽ đi vào thực hành cái việc tính chi phí khảo sát trong phần mềm dự toán G8. Thì trong cái bài học này, tôi sử dụng cái phần mềm dự toán G8 để mà minh họa các bảng biểu tính toán và đưa số liệu vào, thay vì là kẻ bảng bằng trên bảng trắng hoặc là trên file Excel trống từ đầu thì nó mất thời gian, rất mất thời gian. Và tôi cũng nói thêm là phần mềm dự toán G8 là một cái phần mềm rất là mạnh và rất dễ sử dụng, được sử dụng phổ biến trên cả nước, cả ba miền Bắc, Trung, Nam, từ các chủ đầu tư, rồi các sở xây dựng, sở giao thông, sở nông nghiệp, các cơ quan ban ngành, cũng như là các đơn vị tư vấn, rồi các nhà thầu. Thì ở đâu đâu chúng ta cũng gặp là các đơn vị họ sử dụng phần mềm G8 rất là rộng rãi, vì phần mềm này tính năng nó mạnh và nó rất dễ sử dụng. Chúng ta chỉ cần biết sử dụng Excel thôi, sau đó thì chúng ta học cách sử dụng phần mềm trong vài phút là chúng ta đã sử dụng được rồi. Tuy nhiên thì đó là cách sử dụng những cái tính năng chuẩn thôi. Còn nếu mà sử dụng nâng cao và hiểu sâu thì tất nhiên chúng ta phải xem những cái video tương tự như video này. Đấy. Thế bây giờ chúng ta đi vào chi tiết. Thì đầu tiên tôi sẽ dở cái bộ luật của Bộ Xây dựng ra, thông tư số 06 năm 2016 để hướng dẫn việc xác định cái chi phí đầu tư xây dựng công trình. Thì thông tư 06 Bộ Xây dựng ban hành ngày 10 tháng 3 năm 2016. Đây là thông tư vô cùng quan trọng. Trong số các thông tư, rồi các định mức, các văn bản mà Bộ Xây dựng ban hành thì có lẽ cái thông tư 06 này là quan trọng bậc nhất luôn. Bất kỳ một kỹ sư về kinh tế xây dựng nào, các chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn thì đều phải nắm được cái thông tư này. Đấy. Thì ở bảng phụ lục số 2, trang số 32 thì Bộ Xây dựng có hướng dẫn việc là phương pháp xác định dự toán xây dựng công trình hay là tổng đầu tư đấy, thì chúng ta sẽ dựa trên phụ lục 2 là chính. Thì ở đây thì Bộ Xây dựng hướng dẫn cái chi phí xây dựng công trình gồm có chi phí xây dựng này, thiết bị này, quản lý dự án, tư vấn, chi phí khác và chi phí dự phòng, có 6 chi phí đó. Thì ở các cái video trước tôi đã hướng dẫn lần lượt tất cả 6 chi phí này rồi. Trong đó là có chi phí tư vấn tôi cũng đã hướng dẫn rồi. Tuy nhiên trong cái tư vấn này, có một phần mà tôi vẫn chưa hướng dẫn. Vì là cái số lượng đơn vị mà sử dụng cái chi phí khảo sát này nó không nhiều, cho nên là tôi đi vào hướng dẫn sau để tránh tình trạng này có nhiều anh chị em là kỹ sư chúng ta không sử dụng đến mà chúng ta cũng phải học thì nó cũng khá mất thời gian. Cho nên bây giờ tôi mới làm cái video riêng để hướng dẫn thêm cho cái chi phí tư vấn, ký hiệu là GTV ở đây. Đấy. Thì cái chi phí tư vấn thì Bộ Xây dựng hướng dẫn ở trang số 34 phía dưới này. Đây. Trang số 34, mục 4 nhỏ là xác định chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, ký hiệu là GTV. TV là viết tắt của chữ tư vấn đấy ạ. Vâng. Thì chi phí tư vấn GTV đấy xác định bằng là sigma của CI, Y chạy từ 1 tới N, cộng với cả sigma của DG, G chạy từ 1 tới M, trong công thức số 2.6 trong thông tư 06/2016 Bộ Xây dựng ban hành. Thì cái mục CI là chi phí tư vấn đầu tư xây dựng. Đấy. Đấy, thì là được xác định theo tỷ lệ phần trăm. Thì cái tỷ lệ phần trăm này ấy, thì là tôi đã có hướng dẫn ở trong cái bài nói về tổng đầu tư, bài số 15 về tổng đầu tư, là các chi phí tư vấn này tính theo tỷ lệ phần trăm. Cụ thể ấy, là chúng ta tính theo cái định mức số 79 đấy, năm 2017, Bộ Xây dựng công bố ngày 15 tháng 2 năm 2017. Thì tính thời điểm tháng 2 năm 2019 thì cái định mức số 79 năm 2017 này thì vẫn đang có hiệu lực. Thì tôi lấy ví dụ để chúng ta nhắc lại thêm thôi ạ. Chứ nếu mà chúng ta muốn chi tiết thì chúng ta phải xem cái video số 15 về tổng mức đầu tư. Thì sẽ có nói rất chi tiết về các cái định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng này. Đấy là các cái chi phí này là chúng ta nội suy.
Thì tôi lấy ví dụ để chúng ta nhớ lại thôi, một phút, một vài giây thôi. Ví dụ chi phí quản lý dự án chẳng hạn, đấy, ví dụ là công trình dân dụng, công trình giao thông, công trình nông nghiệp chẳng hạn, thì mỗi một công trình là một dòng. Thế 10 tỷ thì cột thứ hai này, cột thứ ba này, 20 tỷ cột thứ tư, 50 tỷ cột số 5, vân vân, thì cứ thế chúng ta nội suy thôi. Hay là các cái chi phí khác như là chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, thì về cơ bản chúng ta nội suy giữa các cái loại công trình và chi phí xây dựng và thiết bị trước thuế của nó là bao nhiêu thôi. Thì tôi nói sơ sơ về cái định mức 79 là như vậy. Thế như vậy là trong thông tư thì cái CI này chúng ta đã biết rồi, chúng ta được học ở bài số 15 về tổng đầu tư. Thì tôi nói sơ sơ vậy để chúng ta nhớ lại thôi. Tiếp theo, cái DG là chi phí tư vấn đầu tư dựng thứ G, được xác định bằng cách lập dự toán theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng. Thì ở đây có một cái chi phí đặc biệt là chi phí khảo sát. Thì chi phí khảo sát nó không nằm ở trong cái định mức 79 này. Tôi nhắc lại là cái khảo sát công trình ấy, là chúng ta sẽ không có cái định mức tỷ lệ phần trăm. Ví dụ khảo sát công trình dân dụng thì bao nhiêu phần trăm chẳng hạn thì không có. Mà bắt buộc là chúng ta phải dựa vào cái mục DG này, là chúng ta phải xác định bằng cách lập một cái dự toán. Đấy, thì chúng ta học cái bài nói về định mức rồi, thì tôi đã nói phần định mức và đơn giá đấy, thì tôi đã nói là về có cái định mức về phần xây dựng, phần lắp đặt điện nước trong nhà, rồi phần khảo sát đó. Thì chính cái ý mà xác định bằng lập dự toán này, tức là chúng ta sẽ sử dụng cái bộ định mức và đơn giá xây dựng trình. Phần khảo sát định mức thì do Bộ Xây dựng hoặc các bộ khác họ ban hành, còn đơn giá là do Sở Xây dựng kết hợp với Sở Tài chính tính toán, rồi là Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc là thành phố công bố cái bộ đơn giá đó. Thế như vậy là cái DG này là chúng ta phải xác chi phí khảo sát, chúng ta phải lập một cái dự toán, chứ không phải là tính theo tỷ lệ phần trăm như là các cái chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, hay là chi phí thiết kế, hay là chi phí lập hồ sơ mời thầu, vân vân, là tính theo phần trăm. Thì còn cái khảo sát phải lập một cái dự toán như phần xây dựng, phần lắp đặt điện nước, vân vân. Đấy. Thế thì hiện nay vào thời điểm tháng 2 năm 2019 thì chúng ta vẫn sử dụng cái thông tư số 01 năm 2017 do Bộ Xây dựng ban hành vào ngày 6 tháng 2 năm 2017 về việc gì ạ? Về việc xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng. Đấy. Thì chúng ta sẽ xem thêm cái đọc hết toàn bộ 9 trang của cái chi phí khảo sát này. Đấy. Tuy nhiên thì cái phụ lục để mà xác định chi phí khảo sát nó nằm ở trang số 5. Bây giờ tôi hướng dẫn cái chính là mục phụ lục này. Thì Bộ Xây dựng hướng dẫn là phương pháp xác định dự toán chi phí khảo sát xây dựng công trình. Thì ở cái công thức số 1 trang số 5. Đây trang số 5, trên file mềm cũng như là trên giấy chúng ta in ra đều trang số 5 cả. Công thức số 1 thì Bộ Xây dựng hướng dẫn là gì ạ? Chi phí khảo sát ký hiệu là GKS, KS là khảo sát ạ. Vâng. Sẽ bằng gì ạ? T cộng C cộng TL cộng C gọi là PV khảo sát KS. Đấy. Là tức là chi phí các cái chi phục vụ cho khảo sát khác đấy. Nhân với cả 1 cộng với thuế, tức là thực ra đây là chúng ta cộng với 10% thuế VAT, hoặc là sau này nếu tăng thành 12% thì sẽ là 12% VAT, và cộng với cả CDP, tức là chi phí dự phòng. Thì tôi nói thêm, trong đó Bộ Xây dựng dẫn T là chi trực tiếp, thì bao gồm có chi phí vật liệu, chi phí nhân công và chi phí máy thi công. C là chi phí chung, thì lát nữa tôi sẽ nói thêm, có cái bảng hướng dẫn tỷ lệ phần trăm chi phí chung. TL là thu nhập thuế trước, sẽ có một cái bảng ở phía dưới nó hướng dẫn về cái tỷ lệ phần trăm cho cái thu nhập thuế trước này. Đấy. Còn chi phí phục vụ khảo sát khác thì cũng sẽ có một cái bảng ở phía dưới. Còn 1 cộng với T này là thực chất là tính thời điểm này chúng ta vẫn là 10% thuế VAT, tức là chúng ta cộng thêm thuế VAT vào mà thôi. Đấy. Chi phí dự phòng thì cũng ở phía dưới. Bây giờ chúng ta đi trực tiếp từng chi phí một. Chi phí T thì là chúng ta phải lập một cái dự toán. Thì lát nữa tôi nói là chúng ta xác định được sau khi lập cái dự toán xong, như là phần xây dựng công trình đấy, hay là phần lắp đặt điện nước công trình, chúng ta lập một cái dự toán xong thì chúng ta sẽ xác định được chi phí gì ạ? Vật liệu, nhân công và máy trong chi phí trực tiếp. Đấy, thì nó giống như chúng ta lập một cái dự toán xây dựng mà chúng ta đã học ở phần gì ạ? Bảng tổng hợp dự toán chi phí dựng rồi. Chi phí chung và thu nhập thuế trước thì nó nằm ở trang số 7 phía dưới này. Đấy, chi phí chung. Chi phí chung ký hiệu là C được tính bằng tỷ lệ phần trăm trên chi phí nhân công. Đấy, trên chi phí nhân công. Thế thì ở đây chúng ta thấy chúng ta đã học cái bài về bảng tổng hợp dự toán chi phí dựng, đúng không ạ? Thì thông thường chi phí chung sẽ tính trên là chi phí trực tiếp. Cũng có những công trình, ví dụ như là công trình đào đắp đất thủ công cho công trình thủy lợi chẳng hạn. Đấy, thì tính trên nhân công. Thế nhưng mà riêng cái khảo sát này thì chúng ta thấy chi phí chung
là bộ dựng hướng dẫn xác định bằng cái tỷ lệ phần trăm ở cái bảng này, ở cái bảng trang số mấy đấy ạ, trang này trang số 7, trang số 7, mà nhân với chi phí nhân công thôi chứ không phải là nhân với cả chi phí trực tiếp gồm có vật liệu công máy, đúng chưa ạ? Cho nên ở đây bộ dựng hướng dẫn là chi phí nhân công là bao nhiêu tỷ đồng đấy, thì sẽ tương ứng có cái tỷ lệ phần trăm của chi phí chung tương ứng, ví dụ nhỏ bằng 1 tỷ thì là 70% đấy, tính theo nhân công. Lớn hơn 1 tỷ và nhỏ hơn bằng 2 tỷ thì là 65% tính theo nhân công. Và nếu mà lớn hơn 2 tỷ đấy, thì chúng ta sẽ bằng 60% tính theo chi phí nhân công. Đấy, đây là chi phí chung. Tiếp theo, thu nhập thuế trước ký hiệu là TL được xác định bằng 6% trên tổng chi phí trực tiếp và chi phí chung, tức là 6% của vật liệu, nhân công, máy và chi phí chung. Đấy, bốn thành phần đấy. Đây xác định 6%. Tiếp theo, chi phí khác phục vụ công tác khảo sát thì có hai phần. Một là chi phí lập phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng, ký hiệu là CPABC, tức là phương án báo cáo, được chưa ạ? Thì có ở cái bảng phía dưới là lập phương án khảo sát kỹ thuật xây dựng tính theo phần trăm. Thế mà với chi phí trực tiếp rồi chi phí chung thu nhập thuế trước nếu mà nhỏ hơn bằng 2 tỷ thì nó sẽ là 2%. Nếu mà lớn 2 tỷ thì là 1,5%. Đấy. Tiếp theo là chi phí lập báo cáo kết quả khảo sát xây dựng. Đấy, thì là chúng ta xác định là nếu mà cái chi phí trực tiếp, chi phí chung nhiều thuế trước nhỏ hơn bằng 2 tỷ thì nó sẽ là 3%, và lớn hơn 2 tỷ thì là 2,5%. Đấy. Thế như vậy là cái chi phí lập mà phương án phục các chi phí khác phục vụ khảo sát ấy, nó có hai thành phần là lập phương án kỹ thuật khảo sát và lập báo cáo kết quả khảo sát, nó có cái tỷ lệ phần trăm tương ứng ở trong cái bảng phía dưới cùng trang số 7 đây, chúng ta thấy. Đấy. Tiếp theo, chi phí hạng mục chung thì gồm có mấy thành phần. Thứ nhất là lán trại tạm là một, cái thứ hai là di chuyển máy móc thiết bị khảo sát là hai, đảm bảo an toàn giao thông là ba, và bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp là bốn. Đấy, thế thì bốn cái chi phí vừa rồi là trong hạng mục chung đấy, là chúng ta được dao động từ tổng của nó đấy, bốn cái chi phí đó sẽ từ 5-8% trên chi phí trực tiếp, chi phí chung và thu nhập thuế trước. Đấy. Thế còn thì nếu trường hợp mà chủ đầu tư không cho chúng ta xác định theo phần trăm thì chúng ta phải lập một cái dự toán cụ thể. Thì thông thường ở đây là chúng ta hay tính theo phần trăm, mà tổng bốn cái chi phí như được liệt kê ở đây, lán trại tạm, rồi là di chuyển máy móc thiết bị, an toàn, rồi bảo hiểm, bốn chi phí đó là không được vượt quá 8% và từ 5-8% trong khoảng này. Đấy. Thế như vậy là thuế VAT ở đây thì thông thường là tại thời điểm này chúng ta đang áp dụng là 10%. Chi phí dự phòng. Cuối cùng là chi phí dự phòng là CDP, tức là dự phòng, thì xác định tối đa 10%. Tối đa 10 thì có thể là 5, có thể là 7, có thể là 8, vân vân. Thì cái này là cái có sự trao đổi giữa cái đơn vị lập dự án với chủ đầu tư. Đấy, quản đơn vị tư vấn lập dự án thì họ sẽ bằng kinh nghiệm của họ, họ sẽ xác định là khoảng bao nhiêu phần trăm là phù hợp. Đấy, thì cái này là tối đa là 10%. Đấy. Như vậy vừa rồi là tôi đã hướng dẫn cái công thức tính toán ở trang số 5 về cái công thức tính toán chi phí khảo sát để chúng ta xác định được một cái dự toán khảo sát xây dựng, là ở công thức số 1 trang số 5 trong thông tư 01 năm 2017 bộ xây dựng ban hành. Đấy, tôi nhắc lại, nó gồm có trực tiếp phí vật liệu công máy, gồm có chi phí chung chúng ta xác định ở cái bảng cho tỷ lệ phần trăm phía dưới trang số 7, thu nhập thuế trước cũng là một cái tỷ lệ phần trăm ở trang số 7. Đấy. Rồi chi phí phục vụ khảo sát khác thì cũng là trang số 7, thuế 10% và dự phòng thì không quá 10%. Đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ áp dụng cái công thức này để mà tôi mô phỏng trong phần mô phỏng cái bảng biểu tính và công thức tính như thế nào. Trước khi đi vào mô phỏng chi tiết thì sau khi đã tìm hiểu các cái công thức và các số liệu thì chúng ta đi đến một cái định nghĩa về cái bảng dự toán chi phí khảo sát là gì. Là bảng thể hiện toàn bộ các cái chi phí phục vụ cho quá trình mà khảo sát công trình của một cái dự án hay của một công trình. Đấy, định nghĩa chỉ có vậy thôi. Và chúng ta tuân thủ theo cái thông tư số 01 năm 2017 bộ xây dựng ban hành, với điều kiện là tại thời điểm tôi làm video là tháng 2 năm 2019. Còn sau này bộ xây dựng sẽ có thể là có những cái thông tư khác, ví dụ như là thông tư số 02 năm 2020 chẳng hạn. Đấy, thì lúc đấy chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Và tất nhiên là thông thường thì theo một cái quy luật thì các thông tư sau thì thường nó có thay đổi, nhưng mà nó thay đổi rất ít,
so với cả thông tư trước nó thì thay đổi một chút xíu về các cái con số liệu, ví dụ tỷ lệ phần trăm hay gì gì đó thôi, chứ còn thì ít khi họ thay đổi 180 độ lắm, thay đổi một chút xíu thôi, không đáng kể. Thì chúng ta xem cái thông tư mới, nếu có thì chắc chỉ vài phút là chúng ta hiểu được là thay đổi cái gì, thì khá dễ thôi. Bây giờ tôi sẽ đi vào chi tiết cái việc mà mô phỏng một cái bảng chi phí khảo sát như thế nào. Rồi, ở đây thì chúng ta có các hạng mục như này: phần dân dụng, phần đường, giao thông, phần công trình thủy lợi, rồi thiết bị, rồi vân vân. Thế bây giờ tôi có thể là thêm khảo sát, thì bao giờ ở phần đầu tiên thì chúng ta có thể thêm một cái hạng mục khảo sát ở phía trên cũng được, hoặc là trường hợp này tôi thêm ở phía dưới, tôi điền một cái mã là HM ở đây. Đấy. Tên là phần khảo sát, phần đo vẽ này, đo vẽ phải khảo sát địa chất công trình. Đấy. Đấy, thế thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu, tôi sẽ nhập các cái hạng mục công việc ở đây, các cái công tác ở đây. Thì như các bài học trước nói về định mức, nói về đơn giá thì tôi đã hướng dẫn rồi, ở phần xây dựng thì mã là A, phần lắp đặt mã là B, phần khảo sát thì mã là C, đúng chưa ạ? Thì bây giờ tôi cho một số đầu việc, và các cái đầu việc đây là giả định thôi. Công trình thực của chúng ta khảo sát là gì, chúng ta phải xác định cái công việc cho nó chính xác. Ở đây chúng chỉ giả định thôi, ví dụ như là CO, ví dụ 02 chẳng hạn, về đo độ lún chẳng hạn, tôi ví dụ vậy thôi, hai đầu việc. Các đầu việc này chỉ là giả định thôi, công trình của chúng ta thực là gì, chúng ta sẽ đo đặt là bấy nhiêu. Số lượng, khối lượng này cũng là giả định thôi. Chúng ta có thể điền diễn giải khối lượng ở đây. Ví dụ như 1,47 nhân với cả 2 cộng 18 chẳng hạn, ví dụ vậy. Thì nó sẽ tự tính cái diễn giải này đưa lên chúng ta. Nếu có diễn giải nữa chúng ta tiếp tục điền ở đây, không sao cả. Tôi cho một cái công tác nữa về khoan chẳng hạn, là đo vẽ mặt cắt công trình chẳng hạn này, đo vẽ mặt cắt công trình. Tôi cho một số đầu việc nữa, ví dụ như là mã CQ về 16 chẳng hạn, về ném thừa tải chẳng hạn. Đấy. Thì cái khối lượng này là số lượng giả định để chúng ta làm bài tập thôi, chúng ta hiểu vấn đề thôi. Tất cả đầu việc ở đây, khối lượng ở đây đều là giả định hết. Chúng ta công trình thực như thế nào chúng ta sẽ điền như vậy. Rồi, thế bây giờ chúng ta đã có một hạng mục như này. Nếu có những đầu việc tiếp thì chúng ta chèn dòng và chúng ta điền tiếp ở phía dưới này. Đấy, chúng ta có thể là chèn một cái dòng ở đây, hoặc là chèn nhiều dòng. Đấy, chúng ta điền tiếp vào phía dưới này. Rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ khai báo cái hạng mục mới thêm này, khai báo cho nó là khảo sát. Chúng ta vào menu công trình, hệ số chi phí xây lắp. Rồi, thì mặc định thì G8 hay để cái hạng mục là phần xây dựng, loại hạng mục là xây dựng. Đấy. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ đặt cái này là nó đang là xây dựng, thì chúng ta sẽ đặt nó là gì ạ? Là khảo sát. Đấy, khảo sát. Ở đây tôi nói thêm là có thể chúng ta có, trong chúng ta có thể tạo ra nhiều hạng mục khác nhau, có thể là phần xây dựng, có thể là phần khảo sát, có thể là cái hạng mục đấy là phần lán trại nhà tạm, có thể là những cái hạng mục chung còn lại. Đấy, ví dụ như móng của một cái trạm trộn bê tông. Đấy, chúng ta có thể là đặt cái hạng mục đấy là lắp đặt thiết bị. Đấy, ví dụ như là cái thang máy chẳng hạn, là cho phần chúng ta tính dự toán thiết bị thì chúng ta sẽ đặt là thiết bị. Tôi nói thêm. Thế còn trong hợp này tôi đang muốn nói về cái dự toán chi phí khảo sát, cho nên cái phần hạng mục là phần đo vẽ khảo sát địa chất công trình này, tôi chọn nó, sau đó tôi sẽ chọn là gì ạ? Loại hạng mục là gì ạ? Là khảo sát. Đấy. Thì nó có gợi ý là lán trại nhà tạm là 3-5%, thì chúng ta có thể là đặt và không có trực tiếp phí khác. Chúng ta thấy trong thông tư 01/2017 là không có trực tiếp phí khác. Yes. Tất nhiên chúng ta có thể chỉnh lại cái hệ số nhà tạm này tùy. Đấy. Trực tiếp phí khác hay là công tác không xác định khối lượng kế thì trong thông tư 01 là không thấy có. Thì chúng ta bỏ qua. Còn nếu có chúng ta điền vào thôi, không sao cả. Rồi. Bây giờ chúng ta thấy rằng ví dụ như là cái phần này là phần thủy lợi, phần này là phần đường, phần này phần phần dân dụng chẳng hạn, thì chúng ta thấy là chi phí chung là nó tính theo chi phí xây dựng trước thuế. Tức là đấy là theo thông tư 06/2016. Thế nhưng mà khi mà chúng ta chọn cái phần này là phần khảo sát thì vì thông tư hướng dẫn là chi phí chung là tính theo nhân công, cho nên là phần mềm đã đặt tự đặt cho chúng ta là theo nhân công rồi. Nếu chưa đặt thì chúng ta tích vào là tính theo nhân công. Đấy, chúng ta không nên chọn theo cái này, và chúng ta không nên chọn theo cái này mà bắt buộc phải chọn theo nhân công, nó đã chọn sẵn rồi. Tiếp theo, chi phí chung. Chi phí chung ở đây
chỗ này bộ hướng dẫn ở trang số 7 này. Chi phí chung chỗ này là đây, ví dụ như tôi điền là 65% chẳng hạn, 65%. Thu nhập thuế trước chỗ này, thu nhập chịu thuế tính trước là 6%. Đấy, tôi chọn cái hạng mục khảo sát này, xong tôi điền điều chỉnh lại chi phí chung, điều chỉnh lại thu nhập thuế trước, điều chỉnh lại cái lán trại tạm nếu muốn. Đấy. Điều chỉnh lại thuế VAT nếu muốn. Đó, vân vân. Sau đó chúng ta bấm chấp nhận. Rồi. Như vậy tôi đã khai báo cho cái phần khảo sát này là cái hạng mục mới thêm là phần khảo sát với các cái chi phí chung, thu nhập thuế trước, rồi là loại công trình cho là khảo sát rồi. À, bây giờ chúng ta sang bên cái bảng tổng hợp kinh phí hạng mục để chúng ta xem. Thì ví dụ như phần dân dụng thì chi phí chung vẫn là T, tức là trực tiếp phí gồm có vật liệu công máy nhân với cái phần trăm. Phần giao thông tức là phần đường thì chi phí chung nó vẫn là T, tức là trực tiếp phí vật liệu công máy đấy nhân với tỷ lệ phần trăm tương ứng. Tuy nhiên thì cái phần cuối cùng là phần đo vẽ khảo sát địa chất mà chúng ta mới thêm một cái công trình, một cái hạng mục mới đấy, thì chi phí chung của ta là công thức của nó gì là nhân công nhân với cả 65% là chi phí chung chúng ta điền vào rồi đây. Đấy, chi phí nhân công nhân với cái tỷ lệ phần trăm là hệ số xây lắp D104. Chúng ta xem cái hệ số xây lắp D104 là cái gì. Đây, hệ số xây lắp đây là đây, 104 chắc chắn là cái cuối cùng rồi. Đây, 104 là chi phí chung, tức là 65%. Đấy, 0,65 tức là 65%. Đấy. Thế thì như vậy là trong cái bảng này đã xác định cho chúng ta rồi. Chi phí chung là tính theo cái nhân công, 65% nhân công. Tiếp theo, các cái chi phí phục vụ khảo sát chẳng hạn, thì chỗ này là 2 phần lập phương án khảo sát, lập báo cáo khảo sát là 2%, 3%. Bây giờ chúng ta thấy là cái hạng mục chung gồm có chỗ ở hiện trường tạm thời tại hiện trường. Đấy, chỗ này là chúng ta đang để là 3%. Các chi phí di chuyển máy rồi an toàn giao thông rồi bảo hiểm, trách nhiệm nghề nghiệp là chưa có, thì lát nữa tôi sẽ dẫn để điền sau. Chỗ này chúng ta thấy rằng là chi phí dự phòng cũng chưa có, do chúng ta chưa điền cái dự phòng vào đây thì chúng ta phải điền cho nó. Thì chúng ta sẽ vào menu công trình, hệ số chi phí xây lắp. Thì cái chi phí dự phòng của cả công trình thì là 10%. Thế nhưng mà chúng ta có thể điền riêng cho cái phần khảo sát này chi phí dự phòng là 7% thôi. Vì Bộ Xây dựng hướng dẫn trong thông tư là gì ạ? Chi phí dự phòng ở đây gì ạ? Maximum, tối đa đấy ạ, là bao nhiêu ạ? Được xác định tối đa là 10%, thế tôi giả sử là 7% đi. Được chưa ạ? Đấy, 7%. Tôi bấm chấp nhận để nó tính toán. Thì nó đã tính xong. Thì chúng ta xuống cái bảng cuối cùng thì chúng ta sẽ thấy là chi phí dự phòng của chúng ta là 7% ở đây. Đấy. 7% của cái sau thuế này nhân thì nó sẽ được tổng cộng là cái sau thuế của cả công trình cộng với dự phòng sau thuế, thì nó ra được cái tổng cộng sau thuế có cả dự phòng. Đấy. Thì như vậy là cái dự phòng này thì chúng ta sẽ điền vào menu công trình, hệ số chi phí xây lắp. Sau đó thì chúng ta chọn cái hạng mục khảo sát của chúng ta và chúng ta chọn cái dự phòng. Ví dụ như hệ số chi phí dự phòng bao nhiêu phần trăm thì chúng ta sẽ điền vào đây bấy nhiêu phần trăm. Tiếp theo, ở đây có cái chi phí lán trại ở tạm thì chúng ta cũng điền ở đây. Đây, chúng ta ví dụ như là cái hạng mục cuối cùng đây, lán trại tạm chúng ta điền 3%, thì nó sẽ tính, nó đã tính cho chúng ta 3% đây rồi. Đấy. Thế còn chi phí, ba cái chi phí còn lại là di chuyển máy móc thiết bị, rồi đảm bảo an toàn giao thông, rồi là bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, là chúng ta đang thấy là nó để là 0%, là trắng trơn chưa có gì cả. Thì chúng ta sẽ vào menu công trình, hệ số khác. Hệ số khác. Đấy. Thì ở đây chúng ta, phần mềm đã dẫn chúng ta gì ạ? Hệ số lập phương án LPA, tức là chi phí lập phương án báo cáo khảo sát. Đấy. Lập phương án kỹ thuật khảo sát, xin lỗi. Hệ số LBP, tức là lập báo cáo khảo sát, rồi là di chuyển máy móc, đây là hệ số chuyển quân máy móc thiết bị đây. Hệ số an toàn, đây là an toàn giao thông. Bảo hiểm, đây là bảo hiểm trách nhiệm. Bây giờ tôi sẽ điền lần lượt. Chúng ta sẽ điền lần lượt là gì ạ? Đây chúng ta chưa có ba cái chi phí là gì ạ? Di chuyển là 1 này, máy móc là 1 này, an toàn giao thông là 2, bảo hiểm là 3. Tôi sẽ điền cho nó đây. Chuyển quân máy móc đây, ví dụ tôi điền là 1,1% để chúng ta dễ nhớ nhé. Còn thực tế là bao nhiêu thì chúng ta sẽ điền lại. Cái thứ hai là gì ạ? An toàn giao thông, đảm bảo an toàn giao thông khi mà chúng ta khoan 1,2% chẳng hạn. Và cái cuối cùng là bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp là 1,3%. Tất cả những cái tỷ lệ 1,1, 2,3% này là giả định, và cái tỷ lệ này
là đơn vị tư vấn lập tư vấn quản lý dự án, cũng như là đơn vị khảo sát, cũng như là chủ đầu tư. Ba đơn vị đó phải ngồi lại với nhau để mà thống nhất cái giá trị. Tất nhiên cái ba cái tỷ lệ này, 1,1 cộng 1,2,3 là cỡ 3,6 rồi. 3,6 cộng với cả chi phí lán trại nhà tạm là 3%, tức là 6,6% rồi. Thì là như vậy, 6,6% nó đảm bảo cái điều kiện gì ạ? Bộ xây dựng hướng dẫn gì ạ? Ở trang số 7 này là cái chi phí hạng mục chung, gồm có lán trại tạm, rồi là di chuyển máy móc, rồi là an toàn, rồi là bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đấy, thì từ 5 đến 8%. Như vậy trong hợp kia của chúng ta là 6,6-6,7% gì đấy, thì là đảm bảo cái điều kiện này là đúng theo luật bộ xây dựng dẫn. Nhưng nó cụ thể là bao nhiêu thì các bên liên quan, ba đơn vị là đơn vị chủ đầu tư, đơn vị tư vấn lập dự án, đơn vị khảo sát, ba đơn vị đấy phải ngồi lại với nhau và trao đổi để mà thống nhất cái tỷ lệ phần trăm này. Và tôi giả định rằng các tỷ lệ như thế này để chúng ta dễ nhớ, để chúng ta quan sát thôi ạ. Bây giờ chúng ta bấm chấp nhận, chúng ta chờ một chút. Bây giờ phần mềm đã tính xong rồi, thì chúng ta thấy ạ, lán trại nhà tạm cho cái hạng mục, đây là phần khảo sát đúng chưa ạ, thì lán trại nhà tạm là 3%. Ba cái chi phí còn lại là di chuyển máy móc thiết bị khảo sát 1,1% này, an toàn giao thông là 1,2 này, và bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp là 1,3%, đúng như cái mà chúng ta đã vừa khai báo ở trong cái công trình hệ số chi phí khác. Đấy, đây tỷ lệ này, tôi nhắc lại, chúng ta vào menu công trình hệ số khác để khai báo các cái tỷ lệ còn lại như là di chuyển máy móc thiết bị, an toàn và bảo hiểm nghề nghiệp. Đấy, để chúng ta khai báo. Thế còn cái lán trại nhà tạm cũng như là cái dự phòng, chúng ta sẽ vào menu công trình hệ số chi phí lắp để chúng ta khai báo. Đấy, để chúng ta khai báo. Thế như vậy là diện mạo cũng như là cái số liệu tính toán ở trong cái bảng tổng hợp dự toán chi phí khảo sát thì về cơ bản nó giống với cả cái bảng dự toán tính dự toán cho chi phí dựng, nhưng nó sẽ khác một chút là gì ạ? Nó có các cái phần 4 là chi phí phục vụ khảo sát. Phần 4, 4, 3 này là các hạng mục chung. Đấy, rồi là có dự phòng ở đây nữa. Trong khi đó thì cái phần dự toán cho phần xây dựng thì thông thường nó chỉ có trực tiếp phí vật liệu công máy, chi phí chung thu nhập dưới trước, rồi là thuế VAT 10% và sau thuế là hết. Đó. Thế như vậy là về cơ bản là hai thông tư 06 năm 2016 của Bộ Xây dựng và 01 năm 2017 để mà tính cái 01 để mà tính khảo sát là nó hơi khác nhau một chút. Đấy, để chúng ta lưu ý. Tiếp theo, như vậy là khi chúng ta in ấn ra thì mỗi một công trình hay là mỗi một hạng mục thì chúng ta xác định một cái bảng như thế này. Và khi chúng ta in ra thì nó sẽ nằm trên một cái trang giấy riêng biệt. Và phần khảo sát thì nó cũng sẽ nằm trên một trang giấy riêng biệt. Mặc dù phần xây dựng, phần lắp đặt, phần khảo sát nó chung một cái sheet là tổng hợp hạng mục. Nhưng khi in ấn ra thì chúng ta chọn hạng mục nào thì nó sẽ là tương ứng với cái phần đó. Và mỗi một cái phần là một trang giấy, thông thường là trên một trang giấy. Một câu hỏi nữa đặt ra là gì ạ? Cái chi phí khảo sát này sẽ được đưa vào đâu để tính tiếp? Sẽ được đưa vào đâu để tính toán tiếp? Đấy. Thế thì cái chi phí khảo sát này sẽ theo như thông tư hướng dẫn của thông tư 06 của Bộ Xây dựng. Thông tư 06 thì chi phí tư vấn nó gồm có cái DG này, chính là DG này, thì cái DG thứ nhất, thứ hai gì đó có thể là chi là một cái chi phí khảo sát mà chúng ta phải lập vừa lập dự toán. Và phụ lục số 32 thì đây, chi phí khảo sát nó chính là một cái thành phần trong chi phí tư vấn GTV để chúng ta xác định được chi phí dựng của công trình hoặc là lập tổng mức tư. Do đó thì chúng ta sẽ phải thể hiện được cái chi phí khảo sát này nó sẽ thể hiện ở đâu, thì nó chuyển sang bên tổng kinh phí ở đây. Chúng ta thấy đây, chi phí 4 nhỏ là chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, ký hiệu là GTV. Thì nó có mục đầu tiên là 4.1 là chi phí khảo sát. Chi khảo sát 4.1 là chi phí khảo sát. Thì cái này nó sẽ link từ bên tổng hợp phí hạng mục sang. Thì ở đây cái công thức của nó là gì ạ? Chúng ta thấy cái chi phí khảo sát này, công thức của nó là gì ạ? Link từ tổng hợp phí hạng mục OH139 sang. Chúng ta bấm Ctrl mở móc vuông tổ hợp phí hai phím đó. Thì chúng ta thấy H là cái cột này, 139 là cái dòng này. Đây, H139 chính là cái gì ạ? Giá trị khảo sát trước thuế 161.651.786, 161.651.786. Thì đây, 161.651.786 là link từ bên trước thuế của bên tổng hợp hạng mục sang. Đấy. Để nó tính cái chi phí khảo sát. Như vậy là cái chi phí khảo sát này sẽ được tính toán là dựa trên một cái dự toán riêng, và sau khi tính xong nó sẽ link
sang bên cái bảng để mà tính bảng lên bảng tổng kinh phí, bên sheet tổng kinh phí để mà xác định tổng dự toán chi phí dựng, tổng dự toán công trình, tức là gần tương đương với tổng đầu tư, để mà đưa vào tổng đầu tư, và nó nằm ở trong cái mục 4.1, tức là nó nằm ở trong mục chi phí tư vấn xây dựng công trình. Đấy. Như vậy là tôi lưu ý là cái chi phí khảo sát này phải là một cái dự toán để chúng ta đưa vào, chứ không phải là cái chúng ta nhập tay cái con số ở đây, mà chúng ta phải khai báo nó là một cái dự toán. Đây. Một cái dự toán gồm có các cái hạng mục là khảo sát với các đầu việc như này, với khối lượng như này, rồi là với các cái diễn giải như một cái dự toán bình thường. Sau đó chúng ta phải khai báo nó là một cái hạng mục khảo sát. Đây, chúng ta phải khai báo nó là hạng mục khảo sát. Chúng ta phải khai báo các cái chi phí chung, thu nhập thuế trước, rồi lán trại tạm là bao nhiêu, rồi là dự phòng là bao nhiêu phần trăm. Đấy. Rồi chúng ta phải quy định cho nó là gì ạ? Là chi phí chung là phải tính theo nhân công, thì cái này tự phần mềm nó mặc định rồi. Thì nó đã chọn cho chúng ta không nên chọn lại là theo cái này, không nên chọn lại theo cái này mà bắt buộc phải theo nhân công. Đấy. Sau đó thì nó sẽ tính toán là bên gì ạ? Bên tổng hợp kinh phí hạng mục, và nó được tính theo cái thông tư 01 năm 2017 do Bộ Xây dựng công bố về khảo sát. Sau đó thì các cái giá trị của khảo sát này đấy, nó sẽ được link link trực tiếp qua bên cái sheet tổng kinh phí, và nó đưa vào mục 4.1 là chi phí khảo sát ở đây. Nó link công thức ở đây, chứ không phải là chúng ta lập một cái dự toán, à không phải chúng ta nhập tay đưa vào, mà chúng ta phải lập một cái dự toán như là phần xây dựng như bình thường. Chính vì thế mà ở các cái phần tổng hợp chi phí dựng, ở bảng tổng chi phí dựng là bảng tổng hợp toàn bộ cái chi phí mà đơn vị thi công ấy, họ thi công, thì chúng ta chỉ thấy là đây không có phần khảo sát, đây chỉ có phần xây dựng này, phần đường, phần giao thông vào này, đê kè, kênh mương, phần thủy lợi này, nông nghiệp, chứ không có phần khảo sát ở đây. Đấy, mặc dù ở đây chúng ta có phần khảo sát, nhưng mà cái phần chi phí dựng này nó sẽ không bao gồm cái khảo sát ở đây. Đấy. Tương tự như vậy, nếu mà chúng ta làm chung thì cái phần dự toán gói thầu nó dành cho cái đơn vị thi công, thì cái phần một nhỏ là chi phí dựng, nó chỉ có phần dân dụng, phần dự án cái con đường đi vào, cái phần kênh mương bao quanh cái dự án đấy, chứ nó không có phần khảo sát ở đây. Đấy, để chúng ta thấy lưu ý là như vậy, phần khảo sát nó sẽ chỉ được tính toán, nó thể hiện là bên gì ạ? Bên sheet tổng với phụ mục, để nó xác định được cái chi phí khảo sát theo như bảng như thế này. Đấy, và cái chi phí đó được đưa qua bên cái mục 4.1 là chi phí khảo sát đây, chứ nó không đưa sang tổng hợp chi phí dựng, nó không đưa sang dự toán gói thầu. Vì đây là cho phần 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 là xây ở phần đây chi phí dựng gói thầu rồi. Đấy, nó sẽ không thể hiện ở đây. Như vậy là với bài học số 16 này thì tôi đang dẫn cho chúng ta toàn bộ cái chi phí khảo sát của công trình, công thức tính toán theo luật của Bộ Xây dựng hướng dẫn, cũng như là đã minh họa và thực hành trên phần mềm dự toán G8. Trong quá trình mà chúng ta xem video, nghiên cứu, và hoặc là trong quá trình làm việc thực tế sau này, thì chúng ta có gặp trục trặc gì hay cần trao đổi thêm thì các bạn vào trợ giúp này, đóng góp ý kiến với G8 Hoàng Hà này, hoặc các bạn vào vào trang dự toán G8.com. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian của quý báu của các bạn theo dõi cái video này từ đầu đến cuối, và rất mong được gặp lại các bạn ở những cái video sau.